Thật là vui mừng khi được gặp lại quý cô bác, anh chị trong chuyên mục tử vi 12 con giáp ngày hôm nay. Trong không khí hân hoan của những ngày Tết sắp đến, thay mặt cho ban biên tập chương trình, Minh được tử vi xin được gửi lời chào, lời chúc tới quý cô bác, anh chị. Một mùa xuân mới đã sang, chúc cho tất cả nhà nhà an vui, chúc người buôn bán sinh lời, chúc người công chức lương thời tăng cao, chúc cho sức khỏe dồi dào, tiền tài dư dả chỉ vào chẳng ra, chị em xinh đẹp như hoa, cả năm may mắn đẹp ra từng ngày. Và nếu như quý cô bác, anh chị là lần đầu tiên đến với kênh thì hãy hoan hỷ đăng ký kênh, ấn chuông ở phía bên dưới để đón xem được những video mới nhất mà 30 tập chương trình đăng tải, cũng như là thấy nội dung hay, hữu ích thì hãy like, chia sẻ video cho mọi người cùng xem. Quý cô bác, anh chị cũng đừng quên để lại ý kiến đóng góp ở phía bên dưới phần bình luận. Kênh Minh Đường Tử Vi vô cùng cảm ơn quý cô bác, anh chị. Trong nội dung video ngày hôm nay mà 30 tập chương trình gửi tới quý cô bác, anh chị, đó chính là nội dung như sau. Đúng 2 tháng đầu năm 2024, Thái Lộc Xuân mới, tuổi Ất Tỵ sinh năm 1965, bí mật làm điều này, được bề trên ban cho lộc lớn, gánh tiền nặng vai, giàu sang sung sướng nhất họ. Ất Tỵ phận số cuộc đời, can chi tương thuận lụa là vây quanh, đa phần đều muốn cầu danh, có chí tiến thủ đua tranh với đời, ban đêm xanh thuận gặp thời, xuân hè càng được sáng ngời vinh hoa. Nghịch xanh thì phải bôn ba, tiền vận trao đảo của nhà khó nên, trung niên vượng phát đi lên, ăn ở phước đức vững bền về sau, Ất Tỵ cuộc sống phai màu, làm lành lánh giữ ốm đau nhẹ phần. Vâng, kính thưa quý cô bác, vận niên từng năm có ảnh hưởng rất lớn đến vận số của mỗi người trong một năm đó, chẳng thế mà người gặp năm hợp tháng sinh thì vận số như hoa đơm trái, mọi sự tốt lành làm ăn thuận lợi, một vốn bốn lời, tiền bạc ào ào đổ vào nhà như thác lũ, chẳng may gặp năm xung tháng hạn thì như hoa lại gặp phải nước sôi, vận trình nổi trôi, tiền bạc héo úa, làm gì cũng long đong lận đận khổ sở trăm bề, chẳng biết bám víu vào đâu. Người tuổi Ất Tỵ sinh năm 1965, 2 tháng đầu năm 2024 tốt hay xấu, giàu hay nghèo, thuận lợi hay bế tắc, bản mệnh gặp tháng nào thì tốt, tháng nào thì xấu cần chú ý, hãy cùng Minh Đường Tử Vi đi tìm hiểu câu trả lời cho những thắc mắc trên trong video này. Thưa quý vị, đầu tiên chúng ta cùng xét về lá số tử vi của gia chủ tuổi Ất Tỵ trong năm 2024. Năm Giáp Thìn, quý vị hãy dành ra 1-2 phút để chúng ta cùng chiêm nghiệm lại về lá số tử vi của những gia chủ tuổi Ất Tỵ. Chúng ta đã biết, khi mà chúng ta biết được vận trình tổng quát của năm thế nào, thì chúng ta xét luận đoán theo từng tháng thì mới được chuẩn xác, có cách căn cứ để chúng ta luận đoán được chính xác nhất. Và ngay bây giờ chúng ta cùng đi vào lá số tử vi năm 2024 của những gia chủ tuổi Ất Tỵ sinh năm 1965, nam mạng và nữ mạng. Người tuổi Ất Tỵ sinh năm 1965, hay còn gọi là xuất huyệt chi xà, rắn rời hang, âm mạng, tuổi âm 60 tuổi, ngũ hành bản mệnh phúc đăng hỏa, lửa đèn nhỏ, tướng xương, xương con rắn, tướng tinh con chùn, Ất Tỵ nạp âm hành hỏa do can Ất Mộc, ghép với chi tỵ âm hỏa, ta có mộc sinh nhập hỏa, can sinh chi, nạp âm và can chi lại tương hợp ngũ hành, thuộc lứa tuổi có căn bản vững chắc, thực lực hơn người, nhiều may mắn, ít trở ngại trên đường đời từ tiền vận cho đến hậu vận. Dù người tuổi Ất Tỵ trong năm xung tháng hạn, có gặp khó khăn trở ngại cũng dễ gặp quý nhân giúp sức để vượt qua dễ dàng. Nếu người tuổi Ất Tỵ có mệnh thân đóng tại tam hợp, tỵ dậu sửu, có cục kim hay tại tam hợp, hợi mão mùi, có cục mộc thường là mẫu người thành công có danh vọng và địa vị trong xã hội ở mọi ngành nghề, Ất Tỵ thuộc mẫu người cẩn trọng, làm việc chu đáo, ít khi bị sai lầm, tính thường đa nghi và thích làm việc riêng rẽ một mình, âm thầm và kín đáo, vì thế từ trong ẩn khuất nhìn ra, họ dễ thấy được cái hay cái dở của người khác để rút kinh nghiệm, nên khi hành động thường có kết quả dễ thành công. Người tuổi Ất Tỵ là mẫu người có lý tưởng cao xa, nhưng chỉ thành công buổi ban đầu của giai đoạn trước 30 tuổi. Đây là thời vàng son, họ thông minh hiếu học, nếu bớt đa nghi với người khác thì thật hoàn hảo. Người sinh năm Ất Tỵ thường cố tỏ ra lạnh lùng vô cảm, song kỳ thực lại là những người có nội tâm nóng bỏng, nhiệt tình, họ làm việc luôn có kế hoạch rõ ràng, có mục tiêu cụ thể, từng bước thực hiện kế hoạch để đạt được mục tiêu đã định. Đây là người có khí chất đoan trang nho nhã, có thể theo nghiệp văn, cũng có thể theo nghiệp võ, có điều họ hay quản việc người khác, hay lo chuyện bao đồng, coi đó là việc của mình mà lo lắng, nên đôi khi rước phiền phức về mình. Những người tuổi Ất Tỵ có đặc trưng trong tính cách là nhiệt tình, linh hoạt, sáng suốt, tháo vát, nhưng sốc nổi, khó kiềm chế cảm xúc, nhanh nổi nóng,
không giỏi che giấu nội tâm, thẳng thắn, bộc trực. Nếu là bạn của họ, chắc chắn không ít lần sự góp ý thẳng thắn của họ khiến bạn khá khó chịu, thậm chí bạn có thể khiến họ nổi giận và gây nên một cuộc cãi vã khá lớn. Sau đó nếu còn duyên bạn bè thì mọi thứ sẽ dàn xếp ổn thỏa, mọi thứ quá khích cuồng nộ được bỏ qua, còn không dễ trở thành những người xa lạ. Nói về cuộc đời của Ất Tỵ, có đôi vần thơ sau. Ất Tỵ mạng hỏa số này, cung đoài lửa cháy sáng ngời tọa đăng, thu đông lỗi số khó khăn, hai mùa khắc nghịch có ăn lo hoài, xuân hạ mà đặng sinh thai. Kẻ hầu người hạ có bồi bếp sai, số này tuổi nhỏ gian nan, trở về lớn tuổi có phần an thân. Số người cách trở lương duyên, bằng không thì cũng vợ trong vợ ngoài. Số mạng phúc lớn nhờ trời, khỏi bị chết hụt cũng thời cầm gian, phải nên phước đức tu tâm, Phật trời hộ độ mới an gia đình. Ất Tỵ sinh vào mùa xuân, mùa hạ, có ý chí kiên định hơn người, dùng ý chí để gây dựng cơ nghiệp. Người sinh vào mùa thu, mùa đông, thì có ý thức tự lực cánh sinh, là người độc lập, không dựa vào ai, tay trắng làm nên sự nghiệp. Người sinh vào ban ngày thì chịu khá nhiều vất vả. Người sinh vào ban đêm thì được hưởng phúc vinh hoa. Người sinh vào tháng năm cuộc đời trải qua nhiều gian nan khốn khó. Nam mạng tuổi Ất Tỵ có cuộc đời gặp nhiều may mắn, tuy cuộc sống được đầy đủ nhưng hay gặp nhiều lo lắng. Tuy nhiên cuộc sống tuổi nhỏ cũng có ít nhiều sóng gió, về thời hậu vận mới được hưởng an nhàn. Nữ mạng tuổi Ất Tỵ có cuộc đời gặp nhiều may mắn trong cuộc sống, bạn ít gặp sự xui xẻo trong suốt cuộc đời. Nữ giới tuổi Ất Tỵ có tuổi thọ trung bình từ 79 đến 85 tuổi là mức tối đa, nếu làm ác sẽ bị giảm tuổi thọ, còn làm được nhiều việc phúc đức thì sẽ gia tăng tuổi thọ. Vận trình người tuổi Ất Tỵ trong năm Giáp Thìn 2024. Xét về địa chi, người tuổi này có địa chi là Tỵ, gặp năm 2024 có địa chi Tỵ là quan hệ bình hòa. Năm 2024 người tuổi này công việc chủ về duy trì và ổn định như trước và không thay đổi. Về gia đạo có tin vui đưa tới, ngoài ra khi xét mối quan hệ ngũ hành của địa chi tuổi này, tương sinh cho ngũ hành địa chi của năm. Do vậy chủ mệnh trong năm dễ có những tính toán, còn về công việc xuất hiện dự định thay đổi liên quan đến công việc hiện tại. Xét về thiên can Ất là ngũ hành thuộc mộc, gặp thiên can giáp ngũ hành mộc là mối quan hệ bình hòa. Người tuổi này trong năm Giáp Thìn tiền bạc gặp được nhiều cơ hội để kiếm ra nhưng cũng chỉ đủ chi tiêu. Luận tử vi tuổi Ất Tỵ năm 2024 thấy công việc duy trì và ở mức bình thường. Bên cạnh đó, thiên can năm ngũ hành mộc dương và thiên can tuổi ngũ hành mộc có ý nghĩa về tính toán, công việc được người thân giúp đỡ và xuất hành đi xa cũng được lợi. Xét về mối quan hệ ngũ hành, người sinh năm này ngũ hành của bản mệnh là hỏa, gặp năm 2024 ngũ hành là hỏa, có quan hệ về tương hợp, tốt, trong năm 2024 đối với người tuổi này chủ về thuận lợi, nhiều cơ hội mở mang, phát triển các mối liên kết trong công việc, cùng với đó, sức khỏe của người bản mệnh hỏa trong năm cũng tương đối tốt. Xét theo vận niên, theo tử vi tuổi Tỵ 2024, trong năm Giáp Thìn, tuổi Ất Tỵ sinh năm 1965 gặp vận niên hổ nhập nội, tức là cọp về đồng bằng hay sa mạc, không có mồi để ăn. Điều này dự báo về một năm kém sắc về tiền bạc, tuy vẫn làm ra tiền túc tắc nhưng khó đạt độ dồi dào, làm ăn phải thận trọng, đừng làm gì phải bỏ ra vốn quá lớn. Chờ hết vận xấu sẽ hay, cơ hội tốt thường tới muộn, đừng quá nóng vội. Riêng về khía cạnh tình cảm, có nhiều phiền muộn lo âu, con cái trong nhà này sinh mâu thuẫn. Xét về vận hạn năm 2024 tuổi Ất Tỵ. Tam tai 2024, tuổi Ất Tỵ không phạm tam tai, tốt. Kim lâu 2024, tuổi Ất Tỵ phạm kim lâu tử, dễ gây hại cho con cái, không thích hợp đứng tên làm việc lớn như xây nhà, dựng vợ gả chồng cho con. Hoàng ốc 2024, tuổi Ất Tỵ phạm hoang ốc, kỵ việc xây dựng nhà cửa. Trong năm 2024, các gia chủ sẽ cần cẩn trọng chú ý tháng Ất Hợi, tháng 10 âm lịch, từ ngày mùng 1 tháng 11 năm 2024 đến ngày 30 tháng 11 năm 2024 dương lịch. Đây là tháng đại kỵ với những gia chủ tuổi Tỵ, vào những ngày này không nên tiến hành những công việc trọng đại và cần hết sức đề phòng tiểu nhân tìm cách quấy phá những thị phi không đâu ập tới. Xét về nam mạng. Sao chiếu mệnh. Trong năm 2024, nam tuổi Tỵ 1965 có sao Vân Hớn chiếu mệnh trong hệ thống Cửu Diệu Tinh Quân. Sao này mang ý nghĩa cả tốt lẫn xấu, đối với nam Ất Tỵ tính tình nóng nảy bảo thủ thì sẽ dễ gặp phải chuyện thị phi, mâu thuẫn. Còn nếu là người khiêm tốn dĩ hòa vi quý biết nhường nhịn thì sẽ tránh được những cãi vã không đáng có. Vào năm gặp sao này người làm ăn kinh doanh, buôn bán vẫn được thuận lợi nếu chăm chỉ làm việc nỗ lực không ngừng. Tuy vậy cần chú ý các giao dịch phải có giấy tờ, hóa đơn để tránh sự nhầm lẫn.
Vận hạn. Năm Giáp Thìn 2024, nam mạng tuổi Ất Tỵ gặp hạn Thiên La. Đây là hạn chủ về gia đạo mâu thuẫn, dễ bất đồng. Gặp vận hạn này, mệnh chủ hãy cẩn trọng trong lời ăn tiếng nói, tránh đưa ra quyết định lúc nóng này, nhất là trong đời sống tình cảm vợ chồng. Cần phải lắng nghe thấu hiểu, dành nhiều thời gian bên cạnh, yêu thương, chăm sóc nhau thì mới được hạnh phúc lâu bền. Xem tử vi 2 tháng đầu năm 2024 cho tuổi Ất Tỵ nam mạng bình giải chi tiết các phương diện công việc, sự nghiệp, tài chính, gia đạo, sức khỏe. 1. Công việc, sự nghiệp. Trong 12 con giáp, tuổi nam Ất Tỵ là những người có tính cách khiêm nhường, điềm tĩnh, kiên trì. Ngay cả khi đạt được những thành tựu trong công việc, mệnh chủ vẫn không ngừng học hỏi, luôn giữ tinh thần cầu tiến. Thầy tử vi nhận định, 2 tháng đầu năm 2024 này, công việc của nam Ất Tỵ vẫn trên đà phát triển, mệnh chủ có thể tham gia vào các hoạt động đầu tư nếu có kiến thức và sự hiểu biết. Đối với những người làm công ăn lương thì hãy cứ làm việc bằng sự tâm huyết, nhiệt tình của mình rồi sẽ nhận được thành quả xứng đáng. Tóm lại, xem tử vi tuổi Ất Tỵ 1965 2 tháng đầu năm 2024, công ăn việc làm của gia chủ vẫn khá ổn định, không có sự thay đổi với người vẫn còn tại chức, còn nếu đã về hưu, bản mệnh cũng có thể được an nhàn, thoải mái khi không còn phải vất vả chạy theo những ganh đua hay cạnh tranh, cuộc sống diễn ra bình ổn, không phải lo nghĩ gì nhiều. Tuy nhiên, nếu tuổi này đang có dự định hợp tác làm ăn kinh doanh hay mở mang thêm công việc thì nên hạn chế, bởi năm nay chủ bình hòa khó đạt kết quả như mong muốn. Thậm chí nếu cứ cố chấp chạy theo thời thế sẽ dễ làm ăn thua lỗ, thất bại. Ngoài ra, cũng cần chú ý lời ăn tiếng nói, tránh nóng nảy mồm miệng mà gặp họa thiệt thân, thậm chí vướng vào kiện tụng. 2. Tài chính. Xem tử vi tuổi Ất Tỵ 1965 2 tháng đầu năm 2024, tài chính nhìn chung ổn định nhờ cô bác biết cách chi tiêu tiết kiệm và cũng có khoản thu nhập đều đặn từ công việc. Ngay cả khi thu nhập của cô bác năm nay thấp hơn nhiều so với những năm trước thì cũng không ảnh hưởng đến cuộc sống. Tuy nhiên, cô bác không nên mạo hiểm đầu tư hay mở rộng quy mô kinh doanh trong năm tuổi để đề phòng bất trắc, tiền bạc nên tích lũy hơn là điều động khoản lớn ở thời điểm này. Ở độ tuổi 60, nam Ất Tỵ không quá quan trọng chuyện tiền bạc hay những khoản thu nhập cao, mệnh chủ làm việc với phương châm lao động là vinh quang, tinh thần thoải mái, vô tư, lý do bởi vì đây là khoảng thời gian con cái đã trưởng thành. Nam Ất Tỵ không còn nhiều nỗi lo trong cuộc sống, thay vào đó, mệnh chủ cần có những khoản tiết kiệm phòng trừ cho sức khỏe tuổi già, chi tiêu hợp lý, quản lý tài chính thông minh là cách giúp nam tuổi Ất Tỵ dư giả tiền bạc, chủ động hơn trong cuộc sống. 3. Tình duyên gia đạo. Gia đạo của nam tuổi Ất Tỵ trong 2 tháng đầu năm 2024 được hưởng hạnh phúc, bình yên trọn vẹn, là người sống tình cảm, nhưng ít thể hiện ra bên ngoài, mệnh chủ thường quan tâm mọi người xung quanh bằng hành động âm thầm. Trong 2 tháng đầu năm Giáp Thìn, nam tuổi Ất Tỵ 1965 hãy dành nhiều thời gian hơn để quan tâm người bạn đời, chăm sóc con cháu trong nhà, trân trọng từng phút giây bên cạnh những người thân yêu, đây mới là điều ý nghĩa nhất trong cuộc sống. 4. Sức khỏe. Sức khỏe là tài sản quý giá nhất đối với nam tuổi Ất Tỵ, đặc biệt là khi đã bước vào độ tuổi 60. Trong 2 tháng đầu năm 2024 này, mệnh chủ cần chú ý nhiều hơn tới cơ thể của mình. Mặc dù chưa có dấu hiệu bệnh tật, nhưng không được chủ quan mà hãy duy trì lối sống lành mạnh, ăn uống đủ chất dinh dưỡng, nghỉ ngơi hợp lý. Bên cạnh sức khỏe thể chất thì đời sống tinh thần cũng là điều nam sinh năm 1965 cần lưu tâm. Ở độ tuổi xế chiều, đôi lúc mệnh chủ sẽ cảm thấy cô đơn hụt hẫng. Đó là sự thay đổi bình thường trong tâm sinh lý, nam tuổi có thể khắc phục bằng cách tự tạo niềm vui cho mình, suy nghĩ về những điều tích cực, trò chuyện nhiều hơn với người thân bên cạnh. Quý vị thân mến, tiếp theo chúng ta cùng xét đến lá số của nữ mệnh. Sao chiếu mệnh. Năm Giáp Thìn 2024, nữ tuổi Ất Tỵ có sao La Hầu chiếu mệnh. Trong các sao chiếu mệnh 2024, La Hầu là hung tinh chủ về thị phi, hao tán tiền của. Người gặp sao La Hầu chiếu mệnh nếu làm ăn ngay thẳng, tính toán thận trọng, khiêm tốn, dĩ ha vi quý thì sẽ tránh được thị phi không đáng. Còn đối với nữ tuổi Tỵ 1965 đang làm ăn kinh doanh thì thận trọng hơn khi giao dịch, mua bán phải có hóa đơn đi kèm để tránh nhầm lẫn. Vận hạn. Trong năm 2024, nữ mạng tuổi Ất Tỵ gặp hạn Diêm Vương, vận hạn này chủ về thị phi, hao tổn tinh thần. Gặp vận hạn này mệnh chủ nên chú ý hơn trong lời ăn tiếng nói, dĩ hòa vi quý với các mối quan hệ xung quanh, đặc biệt là trong chuyện gia đình. Nữ tuổi Ất Tỵ hãy bao dung, cảm thông, lắng nghe nhiều hơn để thấu hiểu người bạn đời và các thành viên trong nhà.
Mời quý cô bác theo dõi những luận giải chi tiết về tử vi 2 tháng đầu năm 2024, tuổi Ất Tỵ nữ mạng trên các phương diện, công việc sự nghiệp, tài chính, gia đạo, sức khỏe. 1. Công việc, sự nghiệp. Tuổi Ất Tỵ nữ mạng là những người chăm chỉ, cần cù, làm việc trách nhiệm và trung thực vào 2 tháng đầu năm Giáp Thìn. Mệnh chủ hãy cứ tiếp tục phát huy những ưu điểm này của mình, duy trì các công việc ổn định trước đó. Bước vào độ tuổi 60, đây là lúc nữ mạng Ất Tỵ nên hài lòng với những thành quả trong công việc, những quyết định đưa ra trong 2 tháng đầu năm này. Cũng thiên về an toàn hơn là mạo hiểm, chủ yếu thời gian này mệnh chủ túc tắc, thảnh thơi thực hiện công việc, quan trọng nhất vẫn là tập trung vào sức khỏe và gia đình. 2. Tài chính. Vận tài chính của nữ mạng tuổi Ất Tỵ trong 2 tháng đầu năm 2024 khá ổn định, mệnh chủ đã có cho mình những khoản tiết kiệm phòng trừ lúc bất trắc cần sử dụng đến. Hơn nữa, cuộc sống cũng không còn nhiều gánh nặng về tiền bạc nên cũng được dư giả thoải mái. Trong 2 tháng đầu năm Giáp Thìn, Ất Tỵ nữ mạng nên chi tiêu nhiều hơn cho sức khỏe của mình. Mệnh chủ có thể cắt giảm các khoản chi không cần thiết khác để đầu tư nhiều hơn vào lĩnh vực chăm sóc sức khỏe. 3. Tình duyên gia đạo. Đời sống tinh thần tình cảm của nữ mạng Ất Tỵ trong 2 tháng đầu năm 2024 cũng được hòa hợp, hạnh phúc, là người sống tình cảm hướng về gia đình. Nên mệnh chủ dành phần lớn thời gian để quan tâm chăm sóc giúp đỡ con cháu trong cuộc sống thường nhật, gia hòa vạn sự hưng, gia đình có hòa thuận thì mới đón được nhiều phúc đức, tài lộc thịnh vượng. Hiểu được điều này nên nữ tuổi Tỵ sinh năm 1965 luôn hành xử đúng mực, bao dung vị tha đối với các thành viên trong nhà, là tấm gương sáng để mọi người noi theo. 4. Sức khỏe. Bước sang độ tuổi 60, thể chất và tinh thần của Ất Tỵ nữ mạng sẽ có nhiều thay đổi, cơ thể sẽ xuất hiện một số dấu hiệu lão hóa của tuổi tác. Vì vậy mệnh chủ cần chú ý tới các chế độ chăm sóc sức khỏe, ăn uống lành mạnh, nghỉ ngơi điều độ. Cùng với đó, lúc này tâm sinh lý cũng có dấu hiệu thay đổi, nữ tuổi Ất Tỵ đôi lúc sẽ cảm thấy bị cô đơn, hụt hẫng, nhạy cảm hơn mức bình thường. Đây là điều hoàn toàn dễ hiểu khi mệnh chủ đã bước sang độ tuổi xế chiều. Nếu nắm được điều này, nữ sinh năm 1965 hãy suy nghĩ tích cực, đón nhận mọi thứ thật nhẹ nhàng, hướng đến cuộc sống an nhiên, không bon chen thì tự khắc tâm sẽ thanh tịnh, đời sống tinh thần vui vẻ hạnh phúc. Bây giờ chúng ta cùng xét về lá số tử vi của những gia chủ tuổi Ất Tỵ trong tháng 1 và tháng 2 năm 2024 âm lịch. Đầu tiên, chúng ta xét về tháng 1 âm lịch, tháng Bính Dần, năm Giáp Thìn. Theo dõi tử vi năm 2024 của 12 con giáp, giới tiên tri tử vi đánh giá, nhìn chung tháng 1 năm Giáp Thìn của tuổi Ất Tỵ tràn đầy màu sắc may mắn. Khi có thiên đức và thiên vu các tinh chiếu mệnh, tín chủ vừa có thái độ sống vui vẻ, cởi mở lại hòa đồng và nhiệt tình trong mọi việc, nên làm gì cũng có quý nhân theo sau trợ giúp. Trời sinh người tuổi Ất Tỵ thông minh và ham tìm tòi mọi thứ, luôn làm mới bản thân để không bị tụt hậu dù đang ở độ tuổi nào đi nữa. Bên cạnh đó, sự tò mò cũng như tinh thần ham học hỏi cũng đem tới cho con giáp này nhiều thông tin bổ ích. Đầu năm mới Giáp Thìn này có một điểm đặc biệt là do ảnh hưởng của thiên vu khá nhiều, nên tháng 1 này Ất Tỵ sẽ có tín ngưỡng về tôn giáo khá mạnh, nhiều người dành khá nhiều thời gian để đi lễ chùa hoặc tìm hiểu về kiến thức tôn giáo mình đang theo đuổi. Tử vi tháng 1 năm 2024 của 12 con giáp âm lịch có nói thêm rằng thời gian này Ất Tỵ có sự tiến bộ trong mọi mặt. Nhưng tư tưởng sống mới là thứ cốt lõi giúp bản mệnh thay đổi hoàn toàn thành con người khác. Ất Tỵ sống hài hòa và an nhàn hơn nhờ lối suy nghĩ tiến bộ và thích để số phận an bài, không oán trách hoàn cảnh hiện tại. Tử vi tháng 2 âm lịch, tháng Đinh Mão năm Giáp Thìn. Xem bói tử vi thì thấy được rằng, trong tháng Đinh Mão năm Giáp Thìn này, vận trình tình duyên của người tuổi Ất Tỵ có bước tiến triển vượt bậc, nhiều cơ hội thăng hoa, vợ chồng hạnh phúc. Về công việc, nhìn chung mọi thứ diễn ra khá suôn sẻ, có sự thay đổi tích cực về vị trí công việc hay chiến lược phát triển mới. Dù thế nào bản mệnh cũng được hưởng lợi từ thay đổi này, có thêm nhiều cơ hội thăng tiến do Nguyệt Mã Cát Tinh mang tới. Vận trình sự nghiệp tháng 2 của tuổi Tỵ khá lý tưởng, nhờ có cá tinh tả phù hỗ trợ, bản mệnh như được trợ thêm sức mạnh, làm gì cũng có người giúp sức, liên tiếp gặt hái kết quả tốt lành. Đã vậy, Nguyệt Mã còn mang tới nhiều cơ hội hợp tác làm ăn lớn, tuổi Ất Tỵ có thể ký kết nhiều hợp đồng hoặc thỏa thuận hợp tác với lợi nhuận cao, khẳng định uy tín nghề nghiệp của mình. Trong tháng có Nguyệt lệnh lâm đế vượng, tài vận có dấu hiệu khởi sắc, có thể tiến hành đầu tư ở quy mô vừa và nhỏ. Trong tháng, các hạng mục đầu tư cũng có dấu hiệu sinh lời. Có điều, tháng này có kiếp tài rình rập nên đầu tư theo kiểu ăn chắc mặc bền, nhìn thấy lợi nhuận là rút ra để tích lũy, tránh kiểu ồ ạt một mất một còn.
Về sức khỏe, tuổi Ất Tỵ thể trạng tốt, ít ốm vặt, tuy nhiên cần đề phòng tai nạn xe cộ bất ngờ do hung tinh Thiên Cầu gây ra. Tổng kết lại, phân tích trên tổng hòa nhiều yếu tố tác động vận số năm Giáp Thìn cho thấy 2024 là năm khá bình ổn, không nhiều xáo trộn hay các biến cố lớn đối với Ất Tỵ sinh năm 1965, công việc làm ăn y án như cũ, chăn nuôi trồng trọt ở mức bình thường, tiền bạc có vào ra và tích lũy, cuộc sống bình an qua ngày. Ở độ tuổi này, đương sự bước vào giai đoạn hưu trí, đã trải qua nhiều chuyện trong cuộc sống, nên kinh nghiệm cá nhân và kinh nghiệm sống tương đối phong phú. Không có gì có thể làm khó được bạn, nếu vẫn đang tại chức, con giáp này vẫn sẽ tiếp tục chăm chỉ làm việc để đảm bảo thu nhập và cũng là tránh để bản thân thụt lùi so với lớp trẻ. Còn với những người đã nghỉ hưu, bản tính hay lam hay làm khiến mệnh chủ không muốn ngồi nhàn rỗi một chỗ, nên vẫn sẽ tìm một số công việc phụ phù hợp hoặc học hỏi một số kiến thức kỹ năng mới. Về tài lộc, tín chủ tích lũy được một khoản lương hưu hoặc tiền tiết kiệm hậu hĩnh cho mình, có thể coi là có đồng ra đồng vào, tự lo cho bản thân và còn có thể hỗ trợ con cái khi cần. Tuy nhiên, bản mệnh cũng nên học cách tận hưởng cuộc sống và đừng đặt quá nhiều áp lực cho bản thân, nên dành nhiều thời gian hơn để lo việc gia đình, trò chuyện với con cháu hoặc gặp gỡ giao lưu với bạn bè đồng niên để giải tỏa tâm lý, đừng suốt ngày chỉ toàn tiền bạc hay quyền lực. Cách hóa giải vận hạn cho tuổi Ất Tỵ sinh năm 1965 trong năm 2024 và phong thủy may mắn trong năm 2024 giúp tín chủ Ất Tỵ xua hung đón cát, tăng tài tụ lộc, vượng vận khí suốt cả năm. Đối tuổi Ất Tỵ nam mạng, quả trổ sẽ có quả to, quả nhỏ, hạn sẽ có nặng, có nhẹ tùy theo nhân gieo. Nam mạng Ất Tỵ muốn hóa giải vận hạn trong năm 2024 thì điều đầu tiên là phải thay đổi tâm thức, suy nghĩ tích cực, nói lời hay ý đẹp, sống đúng đạo, cư xử hành động đúng chuẩn mực, như vậy mới cải biến được vận mệnh, gieo nhân lành át hái được quả ngọt. Bên cạnh đó, vào năm gặp sao Vân Hớn chiếu mệnh, người xưa thường làm lễ cúng giải hạn sao Vân Hớn, đây là nghi thức dân gian. Mệnh chủ có thể thực hiện để tinh thần thoải mái an tâm, nhưng điều quan trọng nhất vẫn là giữ tâm trong, đức sáng, luôn hành thiện tích đức thì sẽ tạo được nhiều phước báu. Đối tuổi Ất Tỵ nữ mạng, vận hạn trong cuộc đời mỗi người có thể được hóa giải nếu người đó biết tu tâm dưỡng tính, hành thiện tích đức, sống đúng đạo, làm việc ngay thẳng không gian dối. Như vậy sẽ tích được nhiều phước báo, cải biến được vận mệnh. Ngoài ra, vào năm gặp sao La Hầu, dân gian ta thường có nghi lễ cúng sao giải hạn sao La Hầu để cầu bình an. Tai qua nạn khỏi, nghi thức được thực hiện một lần vào đầu năm khi tiến hành tín chủ chuẩn bị lễ vật tùy tâm, quan trọng nhất là tấm lòng thành kính trang nghiêm. Vật phẩm phong thủy. Tuổi Ất Tỵ muốn cầu bình an may mắn trong năm 2024 thì có thể sử dụng vật phẩm phong thủy như mặt Phật bản mệnh hoặc vòng tay trầm hương. Tuổi Tỵ 1965 được Phật Phổ Hiền Bồ Tát hộ mệnh, Ngài là vị Phật nắm giữ trí tuệ, đức hạnh, phổ độ chúng sinh. Nam nữ tuổi Ất Tỵ đeo mặt Phật Phổ Hiền Bồ Tát bên mình để cầu cuộc sống an lạc, tâm thanh tịnh, lòng bình an, thoát khỏi muộn phiền. Sinh năm 1965 mệnh hỏa, hợp với mặt Phật Phổ Hiền Bồ Tát đá mã não đỏ, tương hợp, hoặc mặt Phật đá thạch anh xanh, tương sinh. Trầm hương là loại gỗ quý lâu năm hấp thụ tinh khí của trời đất, mang nhiều ý nghĩa về phong thủy. Ất Tỵ đeo vòng tay trầm hương hoặc vòng tràng 108 hạt trầm hương bên mình để cầu cuộc sống bình an, may mắn, đón điều lành tránh điều dữ. Phong thủy may mắn tuổi Ất Tỵ năm Giáp Thìn 2024. Trong năm 2024, tuổi Ất Tỵ có thể ứng dụng các yếu tố phong thủy may mắn dưới đây vào cuộc sống để cầu tài lộc danh vọng. 1. Chọn người hợp tuổi xông nhà. Sau thời khắc giao thừa, người đầu tiên vào nhà chúc Tết gia chủ được gọi là người xông nhà đầu năm. Dân gian quan niệm rằng, người tới xông đất mà hợp tuổi với gia chủ, tính tình hiền lành, vui vẻ, đạo đức tốt thì sẽ mang tới nhiều may mắn phúc lành. Trong 12 con giáp, tuổi Tỵ hợp với những người tuổi Dậu, Sửu, theo tam hợp, Tỵ Dậu Sửu, hoặc tuổi Thân, theo nhị hợp Tỵ Thân. Ngoài ra Ất Tỵ mệnh hỏa, nên chọn người mệnh mộc tới xông nhà. Cụ thể trong năm 2024 Giáp Thìn, Ất Tỵ nên chọn những người tuổi sau tới xông nhà. Tân Sửu 1961, Mậu Thân 1968, Kỷ Dậu 1969, Đinh Tỵ 1977, nam hay nữ giới xông nhà đầu năm đều được, miễn là người hiền lành, đức độ, thân thiện thì sẽ mang tới nhiều điều may mắn tốt lành cho gia chủ. 2. Xuất hành đầu năm 2024. Mùng 1 Tết Giáp Thìn, xuất hành hướng Đông Nam để đón tài thần, hướng Đông Bắc để đón hỷ thần, khởi hành vào các khung giờ hoàng đạo, giờ Dần,
từ 3 đến 5 giờ, giờ Thìn, từ 7 đến 9 giờ, giờ Tý, từ 9 đến 11 giờ, giờ Thân, 15 đến 17 giờ, giờ Dậu, 17 đến 19 giờ. Xuất hành đi chùa thăm thân quyến vãn cảnh đầu năm, Ất Tỵ 1965 xem lịch âm dương 2024 và chọn những ngày âm đẹp sau đây. Thứ hai, ngày mùng 3 tháng 1, thứ ba, ngày mùng 4 tháng 1, thứ hai, ngày mùng 10 tháng 1, thứ tư, ngày 12 tháng 1, thứ hai, ngày 17 tháng 1, thứ sáu, ngày 21 tháng 1, thứ hai, ngày 24 tháng 1, thứ sáu, ngày 28 tháng 1 âm lịch. 3. Khai xuân, khai trương, mở hàng. Người Việt ta quan niệm rằng, đầu xuôi đuôi lọt, ý nói nếu khởi đầu suôn sẻ thuận lợi thì kết quả gặt hái được sẽ rất tốt đẹp. Do đó, để có một khởi đầu tốt, ông cha ta thường chọn ngày đẹp khai xuân mở hàng, khai trương, khai bút đầu xuân. Người làm văn phòng khai bút đầu xuân để cầu năm mới thi cử đỗ đạt, sự nghiệp thăng tiến. Người làm tự do, thợ thủ công, chọn ngày đẹp khai xuân để cầu làm ăn phát đạt, thuận buồm xuôi gió. Trong năm 2024 này, quý tín chủ có thể chọn các ngày mùng 2, mùng 4, mùng 7 tháng riêng để khởi sự. Đối với Ất Tỵ đang làm ăn kinh doanh, buôn bán, nên khai trương mở hàng vào các ngày đẹp trong tháng riêng sau đây. Thứ hai, ngày mùng 3 tháng 1, thứ sáu, ngày mùng 7 tháng 1, chủ nhật, ngày mùng 9 tháng 1, thứ ba, ngày 11 tháng 1, chủ nhật, ngày 16 tháng 1, thứ sáu, ngày 21 tháng 1, thứ tư, ngày 26 tháng 1, thứ sáu, ngày 28 tháng 1. 4. Vật phẩm cầu tài lộc may mắn. Mặt Phật Di Lặc, vòng tay Tỳ Hưu là hai vật phẩm phong thủy cầu tài, chiêu lộc cho tuổi Ất Tỵ trong năm 2024. Trong phong thủy, Phật Di Lặc là biểu tượng của hạnh phúc viên mãn, trí tuệ sáng suốt, phước báu tròn đầy, đeo mặt Phật Di Lặc bên mình để cầu công việc hanh thông, gia đình hưng vượng an lạc, tài lộc như ý. Nam nữ Ất Tỵ mệnh hỏa, hợp với mặt Phật Di Lặc đá mã não đỏ, tương hợp, hoặc mặt Phật Di Lặc đá mã não xanh, tương sinh. Đối với Ất Tỵ đang làm ăn kinh doanh, buôn bán thì có thể thỉnh vòng tay Tỳ Hưu để cầu tiền tài, buôn may bán đắt, làm ăn phát đạt, giàu sang phú quý. Màu sắc may mắn. Tuổi Ất Tỵ trong năm 2024 hợp màu xanh lục, xanh lá, màu của hành mộc. Tuổi 1965 mệnh hỏa, hợp với các màu thuộc hành hỏa và hành mộc. Riêng trong năm 2024, mệnh chủ hợp nhất với các màu thuộc hành mộc. Vì những màu này tương sinh với mệnh của năm Giáp Thìn, việc ứng dụng màu sắc hợp tuổi Ất Tỵ 1965 có thể sử dụng trong các lĩnh vực thiết kế, trang trí nội thất, thiết kế thời trang, xây dựng. Thưa quý vị thân mến, trong chuyên mục Nhân sinh cảm ngộ ngày hôm nay, Minh Đường Tử Vi xin được chia sẻ về 8 nỗi khổ theo lời Phật dạy. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni cho rằng, nước mắt chúng sinh còn nhiều hơn nước biển, mới thấy rằng ai trong chúng ta ở cõi ta bà này, nếu không khổ ít, cũng khổ nhiều. 8 nỗi khổ theo lời Phật dạy sau đây thuộc về quy luật sinh tồn của tự nhiên và không phụ thuộc vào ý chí của một đấng siêu nhiên nào cả. Sanh khổ. Sanh khổ nghĩa là con người từ khi còn là một bào thai nằm gọn trong bụng mẹ cũng đã cảm nhận được cái khổ. Đó là không gian chật hẹp tối tăm nhơ nhấp, sống phụ thuộc hoàn toàn vào dinh dưỡng người mẹ dung nạp vào, vừa lọt lòng đã kêu khóc oa oa. Theo Phật giáo, việc thai giáo rất quan trọng vì từ trong hình hài thai con cũng đã có tình thức, do có tình thức nên có sự cử động cảm xúc. Theo đó, nhận thức của con cũng đang dần dần phát triển, hoàn thiện theo thời gian và cũng bị ảnh hưởng rất nhiều từ người mẹ vì chỉ nằm trong bụng mẹ, nên bị phụ thuộc rất nhiều tâm trạng của mẹ, hoặc ngay cả khi mẹ ăn thức lạnh hay nóng vào người, con cảm nhận mọi thứ khá rõ ràng. Bệnh khổ. Mang trên mình thân người thì khó thoát khỏi bệnh tật, đau ốm, hành hạ cả thể xác và tinh thần con người, chẳng ai muốn bệnh nhưng lại không thể tránh khỏi, ta có thể đứt tay, chảy máu, tai nạn, virus xâm nhập, ung thư, và dù nhỏ hay to thì đều khiến ta cảm thấy đau đớn, việc không lại dừng ở việc thân đau khổ, mà ta còn phải chịu chi phí tốn kém thuốc thang nằm viện. Thế nên nỗi khổ không dừng lại ở bản thân mình, mà còn gây ra hệ lụy, lại gây thêm khổ lụy cho người thân. Chính vì có cái thân này, nên trẻ con qua một tuổi, hết giai đoạn vàng đã bắt đầu đau ốm liêu xiêu từ bệnh này tới bệnh khác, từ đợt sốt này tới đợt sốt khác, mệt mỏi không chỉ cho con mà cho cả cha mẹ, ông bà trong gia đình. Lão khổ. Kiếp người cũng chẳng thể chống lại quy luật vô thường chuyển biến của tự nhiên, khi ta có thể rực rỡ ở tuổi trẻ, nhưng về già thì héo úa không còn nhận ra. Dù thời tuổi trẻ có mạnh khỏe, nhanh nhẹn vào sinh ra tử như thế nào, cũng không thể đối mặt với hình ảnh tuổi già của mình với chiều hướng ngược lại. Ai mà chẳng trải qua tuổi già, khi đó ta chịu thêm nỗi khổ của mắt mờ, chân chậm, tai điếc, da nhăn, lưng mỏi, ăn uống kém ngon, ngủ không thẳng giấc, trí nhớ suy giảm,
Chúng lần lượt trở thành nhân tố cản trở việc thỏa mãn những nhu cầu ngày càng gia tăng của con người, thế nên mới được gọi là lão khổ, từ khổ. Sanh thuận từ an là ước mơ của hầu hết chúng ta, nhưng mấy ai được toại nguyện, kết quả chung của mọi người khi chết đó là thân lại bị bệnh khổ hành hạ đau đớn một thời gian. Khi sắp chết thì sợ hãi tinh thần, khó thở, bất an, trước lúc lìa đời còn nuối tiếc của cải, gia sản, hoặc chưa được chứng kiến con cháu trưởng thành, còn nhiều việc chưa làm xong. Việc này quả thật là khổ, đó còn là chưa kể khi chết, không chỉ có người chết đau khổ, mà còn gây hệ lụy đau khổ tới những người còn sống, khiến gia quyến đau lòng khôn nguôi. Ái biệt ly khổ. Ái biệt ly khổ có hai loại: sinh, ly chia, lìa nhau khi còn sống, tử biệt, chia lìa nhau khi chết. Ái biệt ly khổ tức là cảm nhận nỗi đau khổ khi phải chia lìa người mình thương yêu. Điển hình nhất là trong hoàn cảnh chiến tranh, những gia đình phải xa nhau, con cái, cha mẹ không được sống trọn vẹn để tận hưởng hạnh phúc, luôn trong tình trạng ngày nhớ đêm mong, hoặc những cặp đôi dù yêu, nhưng vì một lý do nào đó mà phải chia cắt, vì quá đau khổ mà họ gửi gắm tâm sự của mình vào cả thơ ca. Sở cầu bất đắc khổ hay cầu bất đắc khổ, nghĩa là những mong muốn của mình không được toại nguyện, khao khát của bản thân sở cầu không được đáp ứng, ví dụ như thấy người ta có cái áo đắt tiền, nhưng mình có muốn cũng không đủ tiền mua cũng sinh ra đau khổ, hay thấy người ta nhà cửa bề thế, mình mãi không đủ tiền mua một căn chung cư nhỏ, cũng cảm thấy chạnh lòng, muộn phiền dâng lên. Oán tằng hội khổ. Oán tằng hội khổ là sự khổ về sự thù ghét, ví dụ như ghét người ta mà thường xuyên phải gặp nhau, nhìn thấy mặt là khó chịu, cảm thấy tức giận, bực tức, hoặc ngày nay có nhiều gia đình vì tranh chấp tài sản mà anh chị em trong nhà và bố mẹ xảy ra mâu thuẫn, nói xấu, gây ra buồn phiền lẫn nhau. Ngũ uẩn khổ hay ngũ uẩn xí thạnh khổ, con người khổ vì có sự ảnh hưởng của ngũ uẩn, sắc, thụ, tưởng, hành và thức trong cơ thể. Sắc ấm thuộc về thân, bốn ấm kia thuộc về tâm, nói một cách đơn giản là ta sẽ bị chịu khổ về thân, tâm, hay khi ta bám víu vào năm uẩn, coi đó là ta, của ta, tự ngã của ta. Ý niệm về thân thể tôi, tâm tư tôi, tình cảm tôi, nhận thức của tôi, hình thành một cái tôi ham muốn, vị kỷ, từ đó mọi khổ đau phát sinh. Có thể nói rằng, về mặt hiện tượng khổ đau là cảm giác khổ về thân, sự bức xúc của hoàn cảnh, sự không toại nguyện của tâm lý. Về mặt bản chất, khổ đau là do sự chấp thủ và ngã hóa năm uẩn. Cứ có thân xác này là chúng ta đã phải chịu những nỗi khổ mà chúng mang lại. Thân xác này luôn cố gắng để thỏa mãn những nhu cầu ham muốn của nó, từ đó mới sinh ra khổ đau. Điều thứ 8 này bao quát cả 7 nỗi khổ trên. Thân liên quan tới sanh, già, bệnh, chết, tâm thì buồn, giận, lo, thương, trăm điều phiền lụy. Vâng, cảm ơn quý vị cô bác đã theo dõi nội dung về tử vi tuổi Ất Tỵ nam nữ mạng trong 2 tháng đầu năm 2024. Những thông tin trên nhằm giúp cô bác tham khảo và có thêm những lời khuyên hữu ích trong cuộc sống. Cổ nhân có câu, mệnh do mình tạo, phúc tự mình cầu. Một người ăn ở thiện lành, làm nhiều việc tốt, sống bao dung vị tha thì sẽ tích lũy được nhiều phước báu, ắt cải biến được vận mệnh. Xuân Giáp Thìn 2024 đang đón chờ, Minh Đường tử vi xin kính chúc quý cô bác một năm mới phát lộc phát tài, xung vầy hạnh phúc.